Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Looking Back, Unit 4, trang 55-56, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Phần 1. Pronunciation. Put the verbs from the box in the appropriate columns. Các bạn hãy đặt các động từ từ trong hộp vào các ô phù hợp. Ở đây, chúng ta có các từ, các động từ được thêm các đuôi ed và cách phát âm khác nhau của các ed này. Trước khi làm bài tập, chúng ta cùng nhau ôn lại quy tắc phát âm ed. Với những động từ có kết thúc ed mà âm cuối là những âm vô thanh, ví dụ như là đây là những âm vô thanh. Những động từ có kết thúc là những âm vô thanh này thì sẽ được phát âm là t khi thêm ed. Còn đối với những âm hữu thanh, ví dụ như b, g, z, e, r, và tất cả các nguyên âm thì sẽ được phát âm là d khi thêm ed. Còn với các động từ có âm đuôi là t hay d thì sẽ được phát âm là id khi thêm ed vào cuối động từ. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô đọc từng âm, từng từ, đặc biệt chú âm vào âm cuối của động từ. Và sau đó thì xem những động từ ở trong hộp cần được phát âm như thế nào, ch, d hay it khi thêm ed, và hoàn thành bài số 1 nhé. Chúng ta có watch thành watched. Serve thành served. Check thành checked. D chúng ta có install thành installed. Share thành shared. Tiếp theo, offer thành offered. It chúng ta có update thành updated khi thêm ed.
Tiếp theo là provided. Và downloaded. Two, listen to the sentences and pay attention to each verb. Write one or two or three in the columns, responding to the pronunciation of the ending ed of each verb. Chúng ta sẽ lắng nghe và chú ý đến từng động từ. Viết 1, 2 hoặc 3 vào các ô tương ứng với lại cái phát âm của tận cùng ED, ED của mỗi động từ. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Unit 4, page 55. Looking back. Pronunciation. Activity 2. Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write one or two or three in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed of each verb. One. The number of website users declined during the first quarter of the year. Đầu tiên, chúng ta có ví dụ mẫu đã được làm sẵn. Ở trong câu đầu tiên, the number of website users declined during the first quarter of the year. Từ decline, khi thêm ed thành declined. Cách phát âm là thêm d. Chúng ta viết số 2 tương với câu thứ hai, cách phát âm d. 2. A group of students developed our school website 2 years ago. Câu thứ hai. A group of students developed our school website 2 years ago. Cách phát âm khi thêm ed là t, developed. Do đó chúng ta sẽ viết câu thứ hai có cách phát âm ở vị trí cột đầu tiên. 3. Have you downloaded the information about our school project? Câu thứ 3. Have you downloaded the information about our school project? Tận cùng là d. Sau đó khi thêm ed thành it, downloaded. Chúng ta sẽ điền câu 3 có số thứ 3. Four. Social networking has influenced young people's lives. Ở câu 4. Social networking has influenced young people's lives. Ở đây influence khi thêm đi thành influenced. Do vậy câu 4 chúng ta sẽ điền 1. 5. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. Câu 5. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1976. Thêm ed. Cách phát âm ở câu thứ 3. 6. Radio emerged as a mass medium in 1920s. Câu thứ 6. Radio emerged as a mass medium in 1920s. Emerged.
chấm điền vị trí thứ 2. Seven. Walt Disney produced the world's first full-color film, Flowers and Trees, in 1932. Câu 7. Walt Disney produced the world's first full-color film, Flowers and Trees, in 1933. Các bạn thấy rằng produce khi thêm y thành produced. Sau đó chúng ta sẽ điền 7 1 8 New technologies have provided powerful forms of mass media. 8 New technologies have provided powerful forms of mass media. Provided. 8. 3. 9. We compared the number of internet users in several developing countries. We compared the number of internet users in several developing countries. Compare. Thêm ID thành compared. 9. 2. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang vocabulary. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn thành các câu sau với từ ở trong hộp. Trong hộp, chúng ta có các từ sau: Advent, sự ra đời, social media, phương tiện truyền thông xã hội, microblogging, viết blog ngắn, mass media, thông tin đại chúng, social networking, mạng xã hội trực tuyến, app, ứng dụng. 1. Businesses can reach a wider audience using social media. 2. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tượng khách hàng, đối tượng người xem rộng hơn bằng việc sử dụng mạng xã hội. 2. One of the most popular ways to meet people is online social networking. 3. Mạng xã hội trực tuyến. Một trong những cách phổ biến để gặp gỡ mọi người là mạng xã hội trực tuyến. 3. The missing jet planes received heavy coverage in the mass media. 4. TV, newspapers, radio and the internet. Các máy bay phản lực bị mất tích nhận được rất nhiều sự chú ý quan tâm trên phương tiện thông tin đại chúng, TV, báo chí, phát thanh, radio và internet. 4. A hoặc an is a piece of software which can run on the internet, on your computer, on the phone or other electronic device. Từ phù hợp chính là app. An app. Ứng dụng là một phần mềm có thể chạy trên internet, trên máy tính, trên điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác của bạn. 5. The of DVDs has made watching films very convenient. Từ phù hợp là advent. The advent. Sự ra đời của đĩa DVD giúp cho việc xem phim rất thuận tiện. 6. It's writing brief entries about the daily activities of an individual or company.
chính là micro blogging. Những cái blog nhỏ là những bài viết ngắn gọn về hoạt động hàng ngày của một cá nhân hoặc của một công ty. Chuyển sang mục tiếp theo, grammar, ngữ pháp. Friend is scarf with an appropriate preposition. Các bạn hãy điền vào những khoảng trống dưới đây. Giới từ phù hợp. Now we rely heavily on computers to organize our work. Rely on something, tức là dựa vào. Bây giờ, ngày nay, chúng ta dựa vào máy tính để tổ chức công việc của chúng ta. Last week, we carried out a survey on social networking. Tuần trước, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên mạng xã hội. Three, listen to him and follow his instructions. Lắng nghe anh ta và làm theo hướng dẫn của anh ta. Four, they are searching for the source of the leak. Họ đang tìm kiếm nguyên nhân rò rỉ. Five, what do you think of hoặc about advertising our products on social media? Bạn nghĩ gì về việc quảng cáo sản phẩm của chúng ta trên phương tiện thông tin xã hội? 6. Take the recording equipment with you in case you need to record something. Dùng thiết bị ghi âm trong trường hợp bạn cần phải ghi lại điều gì đó. Chuyển sang phần tiếp theo. Match the two halves of the sentences. Ở đây, chúng ta có các nửa câu chưa được hoàn thiện. Các bạn hãy đọc một lượt những nửa câu này. Sau đó thì xem và nối sao cho phù hợp về mặt ngữ nghĩa. Sau đó có thể tham khảo câu trả lời mẫu của như sau. Sales of smartphones at this shop rose to 300 at the beginning of 2014. Nối với B, and then bottomed out at the end of the year. Tức là doanh thu của điện thoại thông minh tại cửa hàng này đã tăng lên 300 lần vào đầu năm 2014. Sau đó thì tụt đáy vào cuối năm. True, when he arrived. Nối với D, I had already installed the app. Khi anh ấy đến, tôi đã cài đặt ứng dụng xong. 3. I did not want to download the app. Nói về A, until I had finished reading all the user reviews. Tôi không muốn tải ứng dụng cho đến khi tôi đọc xong tất cả các bài đánh giá của người dùng. 4. My friend has already joined the online language learning community. Nối với E, when I became a member. Bạn của tôi đã tham gia cộng đồng học ngôn ngữ trực tuyến khi tôi trở thành thành viên. 5. He had not used any social media. Nối với F, since he dropped out of school. Tức là anh ấy không sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào kể từ khi anh ấy bỏ học. 6. I have installed the software. Nối với C,
When my computer froze. Tôi đã cài đặt phần mềm khi máy tính của tôi bị đơ. Chuyển sang bài tiếp theo. Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense. Các bạn hãy đặt những động từ ở trong ngoặc đơn ở dạng thì quá khứ đơn hay thì quá khứ hoàn thành. Trước khi làm bài, chúng ta cùng nhau ôn lại công thức và cách sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một sự việc xảy ra hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Ví dụ, đây là thời điểm quá khứ, đây là thời điểm hiện tại. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một sự việc xảy ra hoàn thành trước một thời điểm hay một hành động khác trong quá khứ. Cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành như sau. Chủ ngữ cộng với lại had cộng với lại động từ ở dạng phân từ 2. Còn quá khứ đơn diễn tả một sự việc xảy ra ở quá khứ trong thời điểm cụ thể. Công thức như sau. Chủ ngữ cộng với động từ được thêm đuôi ed. Áp dụng công thức và cách sử dụng, chúng ta cùng nhau làm bài tập thứ 3. Câu 1. 1. I have an email account for 10 years before it was hacked. Vế trước diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một sự kiện khác. Trước sự kiện đó là tài khoản email bị tấn công. Do vậy chúng ta sẽ để vế thứ nhất ở dạng quá khứ hoàn thành. Had cộng với phân từ 2. Have thành had. I had had an email account for 10 years before it was hacked. Tôi có một tài khoản email trong 10 năm trước khi nó bị tấn công. Câu thứ 2. 2. Last week, we attend a presentation on the advantages and disadvantages of social networking. Ở đây, thời điểm cụ thể trong quá khứ. Last week. Diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ. Do vậy, chúng ta để ở dạng quá khứ đơn. Attended. Tuần trước, chúng tôi đã tham dự một bài thuyết trình về những lợi thế và bất lợi của mạng xã hội. 3. Jack deleted his blog after he received many negative comments. Ở đây, vế 1 diễn tả một sự việc xảy ra sau khi một sự việc khác được hoàn thành. After. Do vậy, chúng ta để vế 1 ở dạng quá khứ đơn. Và vế 2, sự việc này xảy ra xong rồi đến sự việc thứ nhất, để ở dạng quá khứ hoàn thành. Jack deleted his blog after he had received many negative comments. Jack đã xóa blog của mình sau khi anh ấy nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Since I get a smartphone for my birthday, I stop using my brother's laptop to surf the net. Ở đây, diễn tả trình tự sự việc xảy ra trong quá khứ. Kể từ khi tôi có được điện thoại thông minh vào ngày sinh nhật, tôi dừng việc sử dụng máy tính xách tay của anh trai tôi để lướt internet. Trình tự vế 1 xảy ra rồi đến vế 2, do vậy chúng ta để ở dạng quá khứ đơn. Diễn tả một chuỗi các sự việc xảy ra trong quá khứ.
Since I got a smartphone for my birthday, I stopped using my browser laptops to surf the net. Chuyển sang câu thứ 5. My parents waste a lot of their time writing letters before they start using social media to connect with their relatives 2 months ago. Các bạn quan sát thấy rằng ở đây có liên từ before, nghĩa là vế thứ nhất hoàn thành trước khi xảy ra vế thứ hai. Do vậy chúng ta để vế thứ nhất động từ ở dạng quá khứ hoàn thành. Has wasted. Vế thứ hai để dạng quá khứ đơn. Started. Bố mẹ tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian của họ viết thư trước khi họ bắt đầu biết sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với họ hàng 2 tháng trước. Câu cuối cùng. Sick, I edit all my videos from my holiday before I upload them to my blog. Có liên từ before. Do vậy, vế thứ nhất xảy ra hoàn thành trước khi vế thứ hai, hoạt động ở vế thứ hai xảy ra. Do vậy chúng ta để vế thứ nhất quá khứ hoàn thành. Had edited. Vế thứ hai để dạng quá khứ đơn. Uploaded. I had edited all my videos from my holiday before I uploaded them to my blog. Nghĩa là tôi đã chỉnh sửa tất cả các video của tôi trong kỳ nghỉ trước khi tôi đăng tải lên blog của tôi. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Looking Back Unit 4, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.